Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em nhé. Em lên sóng nhanh cho các bác một bộ một một em giải mã dòng máy đứng nhá. Đấy, giải mã này rất là hay các bác nhá. Đấy, thời tiệm đã kết nối sẵn dây loa để test nhạc luôn cho các bác này. Đây là đường quang, đây là đường quang các bác nhá. Đây, quang nó có hai cổng, một cổng in, một cổng out. Thì các bác nhớ cho em là cắm cổng in nhá. Đấy, còn điện thoại gì đây? Nó có một loạt các cổng này. Có line 1, line 2, tape in rồi CR in. Nếu mà làm giải mã thì các bác sẽ lấy cho em hai cổng out này nhá, hai cổng out này ra này. Đấy. Công suất máy đạt 64W và hàng sản xuất tại Nhật các bác nhá, made in Japan. Mã sản phẩm là FR155A các bác nhá. Đấy. Với những dòng máy đứng này thì các bác yên tâm, sử dụng làm giải mã cực kỳ hay luôn, bởi vì những cái dòng này nó chất lượng giải mã 24 bit. Nhưng nó có hệ thống tụ và sò của nó lọc rất là khủng luôn, nghe cực kỳ hay. Đấy. Mỗi một đời máy sẽ có một cái hay riêng, mỗi một sản phẩm sẽ có một cái thú vị riêng. Ví dụ như dòng máy đứng này thì cái giải mã của nó ấy, nó có cái điểm riêng biệt, đó là cái hệ thống xử lý nó khác hoàn toàn so với cả dòng máy nằm các bác nhá. Cùng là 24 bit nhưng mà hệ thống xử lý của nó lọc nó tốt hơn. Đấy, bởi vì cái phên mạch nó to hơn cả cái dòng kia. Thế nên là nó nghe nó phê lắm các bạn. Đây, hình thức các bạn nhìn qua này. Đấy. Sau đây mời các cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhỉ. Đây, nghe thử một tí điện thoại trước con nhé, sau đó test phần giải mã này. Đấy là nghe nhạc qua điện thoại các bác nhá. Còn các bác mà thích làm giải mã đường quang đấy thì các bác có thể chuyển về chế độ cho em này. Ở đây máy trên máy nó sẽ có nút input ở đây. Đấy thì các bác sẽ chuyển cho em này. Đấy, về chế độ digital thì lúc này nó là đường quang các bác nhá. Đấy. Làm giải mã ra AV thì các bác sẽ lấy phần AV đưa ra. Good.
Đấy. Nói chung là để mà làm giải mã cái con này thì nghe rất là phê các bác nhá. À, ngoài giải mã ra thì các bác có thể mua công suất cho em, à, làm công suất cho em được. À, trên thị trường này bán rất là nhiều dòng giải mã bao diêm. À, giải mã bao diêm đấy thì gần như là đại đa số là xuất xứ từ China, Trung Quốc hết các bác nhá. Và các cái đấy thì có bây giờ đúng không ạ? Nó chỉ có chức năng tức là chuyển đổi số thôi. Chứ còn để mà ra được tín hiệu hay thì gần như bằng không. Đấy. Các bác cứ dùng rồi các bác biết đúng không ạ? Các bác chắc chắn là nhiều bác đang dùng những con giải mã tầm khoảng 3-400 đến 5-600. Có những bác dùng ở con hơn 1 triệu. Đấy. Rồi. Thì các bác cũng sẽ cảm nhận được ngay rằng những con đấy năm thật các bác không hay một tí nào. Kể cả những con 1,5 triệu cũng không thể hay được. Bởi vì sao? Bởi vì của nó chỉ làm vân gì ạ? Nó chỉ làm giải mã thôi. Nó chỉ chuyển đổi tín hiệu số sang AV thôi. Đấy. Còn với những con này nhá, ngoài giải mã ra thì đi qua phân mạch của nó còn hỗ trợ cho các bác là phần lọc thế một chút. Để khi các bác hát karaoke thì tiếng nó sẽ hay hơn, chuẩn hơn và nó phê hơn. Đấy. Có thể là về nhược điểm, tức là nhược điểm của con này. Bây giờ em các bác cùng đi phân tích nhá. Về nhược điểm thì con này nó to hơn kia, nó cồng kềnh hơn. Nhưng về ưu điểm thì nó gì ạ? Giải mã hay hơn, cho chất lượng nhạc tốt hơn. Nhược điểm của cái con giải mã bao diêm kia thì là chỉ làm giải mã, không làm được công suất. Nhưng mà ưu điểm của con này thì làm được công suất, lại giải mã hay. Tức là con này nó có rất là nhiều thành phần, làm công suất được, giải mã được, tín hiệu hay hơn AV, là tín hiệu hay hơn DAC, giải mã bao diêm. Đấy. Công suất cái thứ chỉnh hiệu năng nó cũng tốt hơn. Đấy, nghe nhạc trên điện thoại cái thứ nữa, đa điểm chức năng. Nhưng với giải mã bao diêm làm gì ạ? Chỉ có thể giải mã. Mà giải mã cũng không hay bằng con này, thế thì thua thiệt hơn rất là nhiều. Mà giá tiền thì ạ cũng không trên nhau là mấy. Ví dụ các bác mua con giải mã tầm khoảng 1,5 triệu thì nó cao hơn con này rồi, đắt hơn con này, mà lại không hot tốt bằng con này. Mua giải mã 500-700 nghìn rẻ hơn con này, nhưng chất âm cũng không ra gì. Đấy, thì tội gì mà các bác lên dùng con kia, dùng con kia mà không dùng con này. Mà con này hiện tại hôm nay, sáng nay các bác bỏ ra mức tiền bao nhiêu ạ? Có 950 nghìn thôi là các bác sử dụng ngay em Onkyo FR155A 950 nghìn. Đấy. Bác nào chốt thì alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Em xin chào và kết thúc video tại đây nha.